Hello, chào cả nhà. Mời cả nhà trở lại với làm bếp vui vẻ hôm nay cả nhà. Thì hôm nay ở bên đây là mùng 5 tháng 5 đó cả nhà. Thì mình có làm gà để cúng mùng 5 tháng 5 cả nhà ơi. Thì hôm nay Hương sẽ làm cái món là gà hấp muối sả nha cả nhà. Đó thì gà hấp muối sả đây mình có hai gà. Cái này là gà ta cả nhà, gà đi bộ đó, cũng mình cũng rửa sạch sẽ xong xuôi rồi. Bắt đầu mình sẽ ướp nó ha. Ở đây mình có sả nè cả nhà, sả cây đó, rồi mình sắc khúc ra dừa, mình đâm cho nó dập để cho nó tỏa cái hơi ra đều quá, nó dễ hơn. Ở đây muối hột nè, muối hột này á là một bịch á, là nó bán 1 đồng 25 sen. Đó, mình lấy 4 bịch, mỗi một con như vậy á mình sẽ xài 2 bịch. Ở đây mình có lá chanh với lại củ hành tím đó, với lại gừng mình xay chung cho nó nhuyễn ra nè đó, để mình ướp gà. Còn bên đây là một cái lá chanh nữa thì mình xay cũng hơi nhuyễn với lại ớt đó. Rồi cái này là gừng cũng xay nhuyễn luôn để lát mình sát lên trên con gà. Còn cái này á, là mình dồn vô bụng con gà, sả bầm mình sẽ pha vô chung với cái này mình dồn vô bụng. Rồi cái này là cái gia vị: 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột nêm gà và 1 muỗng cà phê muối trong đây đó. Mình sẽ trộn vô đây, mình sẽ trộn cái này vô cái gia vị này với lại sả, rồi mình sẽ nhồi vô trong cái bụng con gà. Còn cái này á, hai cái thứ này á thì mình thoa lên trên con gà rồi bắt đầu mình để vô mình hấp. Thì cái này á mình hấp trong vòng 45 phút. Rồi bây giờ á mình sẽ ướp để cho cả nhà thấy nha. Rồi cả nhà, thì hai con gà này mình đã ướp cái hỗn hợp mà nãy mình đã giới thiệu đó, mình nhồi vô trong cái bụng của hai con gà xong xuôi. Thì ở trên này á là gừng với lá chanh với ớt, mình để thêm một lớp lên trên nữa để cho nó thấm từ ở dưới lên rồi ở trên xuống nó mới thơm đều con gà. Thì cái này mình ướp xong xuôi vậy nào mình để 20 phút cho nó gia vị hỗn hợp nó thấm đều vô con gà. Xong rồi mình sẽ bỏ qua cái nồi bên kia, thì mình bỏ muối vô mình hấp. Thì cái nồi bên đây, rồi đây là cái nồi, thì ở trong á muối hột mình mỗi một nồi vậy mình xài 2 bịch muối hột đó, mình đổ vô trong đây. Rồi cái sả đập dập nè, mình chất dài dài lên. Rồi một chút á mình sẽ để cái dĩ này lên đó, rồi mình để gà lên, đậy nắp cho thật kín, mình hấp con gà trong vòng 1 tiếng đồng hồ ha. Thì bên nồi bên đây cũng vậy, tại mình có 2 con nên mình xài 2 cái nồi đó, cũng y chang vậy luôn. Rồi mình bắt đầu mình để chờ con gà 20 phút, mình sẽ hấp trong vòng 1 tiếng rồi mình đem ra mình sẽ review cả nhà coi nha. Ok cả nhà. Mời cả nhà trở lại Đồng Nguyễn Family, cuộc sống ở Mỹ cả nhà. Hiện nay là mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Nửa năm rồi cả nhà ơi. Thì nhà cũng có làm 2 con gà hấp muối hột, sả với lại bánh ú lá tre rồi ăn với lại xôi nếp. Thì bữa nay ở nhà mình ăn trở lại thời tiền sử nha cả nhà, ăn bóc tay đó. Thì con muốn cầm gà lên không? Ừ, đưa. Wow, coi chừng khỏi ăn nha. Đó, bóc tay chứ không phải là xuống. Wow, đất nha. Gà ngon quá vậy. Coi như 4 bịch muối cả nhà. Ngon. Hương làm món này thấy hấp dẫn có lý á. Dạ, mỗi người dĩa bánh ú lá chè đi hả? Bánh ú lá chè. Lá chè. Một bên là có nhân và một bên không nhân đó cả nhà. Ai có nhân ai không nhân? Không biết luôn. Không, phải ăn. Cái này là không nhân nè, cái này có nhân. Cái dây cái màu khác nha. Cái đó là chôm chôm nhập từ Việt Nam á cả nhà. Chôm bánh ú. Một dĩa vậy á là mình mua là 12 đồng. Bữa nay có chôm chôm mà phải ca bài hát chôm chôm á nha. Thì cái này là xoài thì của Mexico trồng á cả nhà. Chè táo sò. Chè cả nhà ơi. Bên đây là chè đậu trắng. Nước cốt dừa. Nhớ. Thì cũng mua rồi làm. Đa số là bữa nay là mình mấy cái này thì mình mua, còn cho chỉ có làm 2 con gà với nấu xôi thôi cả nhà. Tại vì bữa nay cũng là ngày đi làm nên mình làm đơn giản nhưng mà nó chất lượng.
Thôi khui hộp đi thử coi. Rồi, coi như là mời đại gia đình của mình dùng cung dùng chung rồi. Với gia đình mình ở luôn. Ở đây nhà có mình hai người uống rượu rồi cả nhà ơi. Rồi, bữa nay coi như mình đại gia đình. Mình chúc mừng nửa năm. Chúc mừng đại gia đình của mình nửa năm, coi như là trọn vẹn tất cả mọi thứ như tốt đẹp, thanh thông để mình xé gà ra đi. Thì ở nhà mình có hai người đảm nhiệm hai cái phao câu. Đó. Thì mình để đó. Cảm ơn nhiều, thôi mình cũng góp một phần tay cắt dây. Phao câu nè ngoại, mẹ cứ bóc chấm ăn nghe ngoại. Bóc tay nha, cho nó vui nha. Hôm nay là mình ăn bóc tay không á cả nhà. Bóc tay là chắc ăn. Cái đũa hai ngón là chắc ăn nhất rồi. Coi như là hai con gà này chỉ có cái hơi nước lên thôi Hương ha. Dạ, không có hơi muối, hơi muối, hơi nước của muối á cả nhà, chứ không có phải là nước mà cái muối hột nó xông cái hơi lên với lại xả. Đúng rồi, chứ không có một miếng nước nào ở trơn. Còn ở trong ruột này á thì là mình củ hành tím, xả với lá chanh, mình xay ra đều với muối ấy đồ nêm. Wow. Với gừng. Ăn ngoài, tự nhiên ngoài. Ăn đi quá mẹ. Trời ngoài, ngoài tự nhiên. Ăn đi, trời ăn cho thoải mái đi chứ gì đâu. Con xé ra vậy nè, cái ăn cái gì đi, tự nhiên. Ăn tự nhiên. Mời các bạn dùng gà hấp muối. Mời đi con. Mời đi nha. Gà hấp muối rồi ăn chấm với muối ớt của bà ngoại là thôi, hết sảy rồi cả nhà ha. Minh Niên. Đây là cái đít gà. Mời đại gia đình. Còn gì bằng nữa. Bóc tay cả nhà ơi. Cái vị nó sao? Béo mà thơm. Ngon. Thơm xả, thấm xả. Nó mà xả. Cái này không có đường, không có xài đường cái này. Wow, ở trong đây đó. Nó mặn nóng. Là mình nghe mùi xả, muối với xả. Với lại lá chanh. Lá chanh cả nhà. Lấy cái hơi nó mặn mới nghe. Này nghe mùi xả. Ngon rồi nha. Mà cái này thường á cả nhà mình làm gà mái á thì nó ngon hơn là mình làm gà trống nha. Gà trống á thì nó cứng hơn, mình làm cái như vậy á nó không có ngon bằng gà mái. Ngon quá cả nhà ơi. Mình wow. Tay cái này nó xé rồi nè. Nhìn. Dẻo dữ rồi. Dẻo ngon. Mình bóc coi cái chính giữa nó ăn được không vậy? Hả? Cái gì? Cái chính giữa nó ăn được không? Nhân nè. Cái nó xả với hành thôi, muốn ăn thôi, không ăn được cũng sao. Xả hành với gừng. Để mình ướp vô cái mình ăn cho nó thấm ra ngoài. Giống như người Lào người ta ăn nữa nha. Dạ. Là ăn người chắc dắt tay rồi nè. Ngon nha. Món này là sảy nè. Nó cũng còn ướt ác quá đây đó chứ. Cái này là hơi đâu khô nè. Gì đâu. Nhà giống là ngon. Ai nói gì nói, ăn gà ăn vịt đồn là mấy cái chân cái đầu rồi nó đã dứt phao câu gì đầu cánh mà Mà bé Hân á, cả nhà bé Hân thích ăn mấy cái sụn lắm. Ăn mà bỏ mấy cái sụn là bé Hân như nhăn dữ lắm. Tôi nói sao không ăn, không ăn đưa cho con bỏ vậy giờ chứ ngon lắm á. Ngon quá rồi. Dạ. Ngọt ngon quá ha. Thơm dễ sợ luôn. Thơm. Điều là nó tuyệt vời cả nhà ơi. Thơm. Bốn bịch muối hả, có lợi thì có muối hộp ở Mỹ này bán nó mắc quá cả nhà. Cái bịch có chút xíu vậy á mà bán đồng mấy. Bốn bịch muối lợi hại ha. Hay không? Lợi gì mình có nói ít ai xài. Rồi nó nhập về để lâu quá là không phải tính. Ở Mỹ rồi nó tính kỹ. Ngon không? Nó lo để trong cái tiệm hàng ngày nó phải tính là. Con xe thử cái này giống mày ơi. Để tính bao nhiêu tiền này kia nọ. Giống nhạc bi vậy. Để trong tiệm. Tới khi bán được. Tính kỹ luôn. Tính kỹ vậy mà nên phá sản hoài. Mai tính á. Bé Hân dạo này là cô giáo ở nhà cả nhà. Cô giáo dạy volleyball bánh truyền phải không? Bóng truyền á. Từng hai ngày hả con?
Tận dài hai ngày. Rồi. Rồi, tự nhiên, tự nhiên. Bữa nào không vô dạy ngoài hết hả? Dạ con sợ ngoại bể. Nhằn bể gì? Bể gì? Ba thằng nói ba thằng sợ ngoại bể xương cả nhà ơi. Rồi quá hả? Tôm quá. Tại luyện rồi cái chạy cái té bể xương. Ngoại ngoại. Ngoại xương một ra thôi. Ngoại không có thịt, nó ra té xuống là nó khóc cọc. Nó sẽ bị cái gì? Bể xương ha. Nát xương. Bây giờ là con chỉ dạy 2-4 ngày. Mời cả nhà. In the summer. And then it goes every day. À, 2-4 ngày trong tuần hả con? And then mỗi ngày trong tháng 8 tới tháng 10. Ừ. Coi như bắt đầu tháng 8 tới tháng 10 là con dạy mỗi ngày luôn. Mấy giờ tới mấy giờ? 3 giờ tới 6 giờ. Ba ông thấy thương lắm cả nhà ơi. Coi như là tận dụng thời gian coi như là hết mức luôn á. Vừa đi làm rồi học rồi dạy volleyball các thứ. Nói chung là nói chứ có con mà biết lo là mừng cả nhà ha. Nó không biết lo đi chơi không mệt nữa. Nó ở Mỹ sướng, con nít sướng, vừa đợt nó không có sướng. Nó sướng. Mà mình nói thiệt với cả nhà luôn á, mình nói là con ơi, con làm nhiều quá, cực quá à, tôi để ở nhà phụ con chút đỉnh đi, nó không chịu cả nhà ơi. Chứ không phải là không muốn giúp em đâu, tại vì hả còn có đứa con à. Bé Kimberly thì nó đã xong cái phần của nó rồi. Nó không cho. Nó nói con lo được, khi nào con không lo được con mới cần gia đình rồi thôi. Mình nghĩ thôi bây giờ con nó không muốn mình cũng không ép làm chi nữa nha. Ok, sau này mình có mình cho nó sao cái nhà ha. Chứ giờ đâu biết làm sao giờ. Nó mấy nàng nít lớn lên 16 tuổi rồi nó phải đi làm. Vừa học vừa đi làm. Không phải như Việt Nam mình không. Việt Nam mình nuôi tới lớn. Nè nói nó có mặt này mặt khác nó đầy đủ cái điều kiện nhưng mà cái tinh thần nó hơi bật chặt chút xíu cố còn nhưng mà bé Hân nó cũng biết sắp xếp thời gian hồi sáng này cũng đi ra ngoài với bạn này thơm giải trí cả nhà chứ làm hoài mà không giải trí cũng mệt lắm quá trời làm kiểu này ngon xả muối ấy xả đồ nêm với lại tiêu. Có gừng không? Gừng củ hành tím đơn giản bóp thơm thơm lá chanh có thịt nó dai nữa dai không có bở nữa được ngon quá ngon chiều này Hân trồng đồ phụ với lại gia đình nữa cả nhà nhổ củ hành tím lên rồi nè cho Hương làm món này nè giỏi lắm ăn xuyên có con mà xuyên đỡ mà lười chết thấy mệt đó cả nhà đây nếp này cũng dài dữ vậy nếp Nhật hơn nếp thường rất thường của mình dài dữ nếp Nhật hộp nó tròn nên vậy nửa năm mình có lát mình còn một món nữa cả nhà cơm rượu cơm rượu là mình ăn đó mà theo cái phong thủy á, là ăn để mà giống như là giết sâu bọ trong bụng á là để giống như nửa năm á giết sâu bọ trong bụng á. Hương ấy nó bài bản lắm cả nhà ơi. Kim thì cũng cúng kiến mà không có bài bản nhiều đâu, Hương là bài bản rõ ràng á. Tại mình có tin có lành cả nhà ơi. Cái gì cũng vậy. Ra đường chạy xe cẩn thận thì nó không có bị tai nạn vậy thôi. Nếp dẻo ghê. Ngon. Không làm kiểu này nghĩ gà Mỹ nó cũng ok tại vì mình hấp thôi không có nấu nó không có bị bở. Bữa nào mình vô đi gì á
Mình đi chơi gì? Chơi gì ngoài? Bà muốn chơi lên đó. Bà muốn chơi lên nữa hả? Dạ, thích chơi. Ồ trời ơi, cả nhà ơi, ngoại lần đầu tiên chơi bowling nha cả nhà. Lần đầu tiên ngoại chơi cái môn bowling đó. Mày hình như bị kết rồi. Muốn đi chơi nữa nè. Chờ. Nói chung là bắt đầu mùa hè cũng rẻ lắm cả nhà ơi, có 1 đồng à, có 1 đô la cho một game. Ở Việt Nam một game này cũng khoảng 1 tiếng hồi. Nếu mà mình theo mình biết là giá mắc hơn mắc cái này cả nhà. Mắc hơn. Cái kỳ dẫn Kimberly với lại Catherine nè, là bé Thủy phải không nè cả nhà. Đó là coi như là về chơi coi như mấy mấy game ta, tổng cộng mấy game mà tính 100 mấy đô luôn á. Như có 2 3 game gì đó hả? Mà hả Việt Nam có 2 3 game đúng rồi con. Có 2-3 game gì á, 100 mấy đô luôn á cả nhà. Bên kia là tiền dài phải trả tiền. Đúng rồi. Ở đây cũng phải trả 1 đồng à. Chơi bơ lên vui lắm các bạn. Con đô thôi hả con. Ở đây thì mình mướn dài 1 đô. Chơi bơ lên giống như mình tập thể dục hả. Mà cái vấn đề ở đây là bởi vì mình không có mang giày của người ta không cho mình vô sân chơi. Bởi vì cái chỗ nó trơn. Phải đúng cái đôi giày á để mà đi vô trong cái sân đó được. Năm bảy dài như dài của mình nên chợt té là đúng rồi, phải làm đúng chứ. Dài chuyên nghiệp mà. Đó, ngoại giờ là ngoại thích rồi đây nè. Mấy lúc trước ở cái nhà với ông rủ ngoài đi, ngoài đâu chịu đi đâu. Mà cũng nói thiệt tới cái khu cái khúc này là lại là cảm ơn cả nhà tiếp tục nữa nè. Đó, từ ngày là có đại gia đình của mình á, là ngoại coi như là có mặt ăn uống đầy đủ rồi ha, đi chơi các nơi các thứ ở nhà không có là ngoại tính ra là bà ngoại coi như là tôn trọng cả đại gia đình của mình á hơn con nữa đó nha, con đang ganh tị đó. Ganh tị. Hồi xưa mình nhớ ngày này ở bên Việt Nam vui lắm rồi. 5 tháng 5 mình làm gì quên ta? Đi hồi xưa là mình ở bển đó cả nhà. Mình không biết mấy bạn trẻ bây giờ sao chứ hồi xưa mình có một lần năm nào cũng vậy á, mình đi lấy thiêu. Đi lấy thiêu đúng rồi. Mình đi lấy thiêu, mình đi vườn trái cây mà có một năm mình kể mình nhớ giờ mình kể ở nhà nha. Mình đi lấy thiêu thì đi đi vô cái khu mà vườn trái cây á là phải đi qua cái cầu ngang. Đó mình nhớ là cái cầu ngang mà mình có nói sai á thì cả nhà comment chỉnh lại cho mình, nhưng mà mình nhớ chính xác là cái cầu ngang. Thì ngày hôm đó là dân đổ về quá đông, cái cầu ngang á thì nó quá cũ nên cả nhà biết kết quả như thế nào không? Sập cái rầm. Đó. Rớt xuống không có sao, ở dưới nước cạn thôi không có gì hết trơn, ướt rồi lủm tủm rồi chơi vui lắm chứ gì hết trơn á. Sập cầu của người ta. À, mà tại vì cái đó nó bắt ngang cái con cưa con mương nhỏ thôi, không có nổi. Mà vui vui lắm cả nhà ơi, mình nhớ đợt đó. Đó cầu ngang. Ồ, cái này là lá dông nha cả nhà. Dạ, chứ không phải là lá trúc lá tre đâu. Thì Hương cứ kể đi, mình tranh thủ nha cả nhà, đây không có đủ thời gian. Rồi cho cả nhà thấy nè. Cái này có nhân. Cái này có nhân. Rồi kể tiếp đi. Thì đó vậy thôi. À, trên đó thì có bòn bon nè, măng cục nè, sabu chê nè, bòn bon trái không chưa ăn bao giờ. Đó đây, để ở đây bữa nào nó có bán á, cô mua cho con nó chua chua ở trong ở ngoài cái vỏ nó màu vàng, cái vỏ nhỏ giống như trái dâu vậy con. Hình như lâu lâu như nó cũng có về. Có về mà hay là lâu. Mời cái nhà dùng cái nhà kia bòn bon. Trái đó rất là mắc. Nhớ giá bòn bon ngon lắm á. Qua Hồng Kông á, một phao của nó là 4.99 đồng á. Bánh đúng Việt Nam. Dạ, bánh đúng Việt Nam. Măng cục, sabu chê, sầu riêng, mít. Mà đặc biệt là mít tố nữ nha cả nhà. Ô mà nó ngon. Nghe mấy cái đó ngon á hả? Ăn coi như là mê say luôn á. Ủa đó có nhân hả? Nó dẻo, này có nhân á. Cái này không có nhân à? Cái này cái mà không nhân, nhân phải chấm với đường á. Tại vì mình lấy thử hai thứ. Tại vì thường thích chấm với đường á thì mình không có cần nhân. Nhưng mà nó dẻo mà mình có ngửi được cái mùi, có mùi giống như mùi gì? Cho cái nhà. Ủa cái này không có nhân gì hả? Cứng lắm rồi, cứng lắm. Cái không nhân nó hơi ấy, nó hơi còn cứng tại vì mình phải giống như hâm lại.
Có nhiều nhiều em phải hấp không? Đó rồi, có là người ta hấp sẵn rồi, cái này người ta chưa hấp. Ôi vậy hả? Dạ. Nhưng mà nó cũng dẻo. Cái này mà hấp là nó cũng dẻo lắm á. Dạ. Một sâu vậy không? Một sâu vậy người ta nhập qua đây á cả nhà là được 15 cái bánh nhỏ nhỏ vậy đó. Bán 4 đồng. Một sâu trong cái bực. Thôi mình vô cái này đi. Cũng một cái vô một cái đi. Đâu mà đại gia đình. Mà cả nhà gia đình mình luôn. Làm phải có cặp chứ làm lẻ tẻ bị khiếu nại. Ăn cái có nhân này nó mềm mà. Có xoài nữa nè, bữa nay mua một thùng này là bao nhiêu hơn? 17 đồng. 17 đô. Đó được mười mấy trái rồi. Mười mấy trái hả? Chạy ra của đâu? Nãy mua này nó Mexico. Nhưng mà Mexico. Nó có nhiều loại. Còn mà tôm chôm á thì cái bịch nó để vô sẵn vậy là 12 đồng. 12 đồng. Lấy một trái. Nhỏ nhỏ nhưng mà nó ngọt. Rồi sao? Lơm chôm cả nhà ơi. Chôm là nhập từ Việt Nam qua. Ủa rồi. Ăn chôm có bài hát đó. Bài hát rồi hát đi. Cái bài hát hay à. Nhớ mùa chôm chôm chôm, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống dính lòng tâm bạn hiền. Gì nữa? Rồi còn một bài nữa thì có một cái bài nữa hay lắm á. Trời để ơi, không có quên. Gì nữa gánh không chôm. À chôm đúng rồi đó. Thấy quên. Mời cái gì? Mời anh mua chôm chôm hả? Mua chôm chôm giùm mẹ. Cái bài đó. Không có soạn ra, không có soạn ra bài ca đúng rồi, phải có bài đó mới đúng. Mời anh mua chôm chôm giùm em đi. Chôm chôm này ngọt. Chưa mời cả nhà, nhà ơi. Lo ăn cái quên luôn rồi. Ngon. Này có để đâu Long Khánh hay Vĩnh Long? Vĩnh Long. Đang ăn cái bánh Vĩnh Long. Vĩnh Long. Vĩnh Long. Ông cái này bánh này có nhân hả? Bánh này có nhân. Chôm chôm chóc không? Không có chóc. Không chóc hả? Không chóc dính. Để là dở, không biết dùng nào. Chôm chóc hay không chóc? Con Long Khánh. Mà thường là Long Bình hồi xưa là Bình Dương Long Khánh chôm chôm ngon hơn. Chôm chóc nó là gốc. À, đất đỏ, đất đỏ. Dùng Long Khánh đất đỏ. Con hơn, là ăn một trái chôm chôm đi con. Dạ. Chôm chôm chôm. Ăn trái chôm chôm với lại cái bánh. Mùng 5 tháng 5. Cho nó thấm tình nồng á trong giữa năm. Ăn đó cái đó có nhìn không? Còn lấy cái mà đã cắt rồi nè con. Ồ cái bánh lấy cái đã cắt ngon rồi nha. Đó, đúng rồi. Ba trái xoài. Rồi ăn bây giờ mời cả nhà dùng trái cây cả nhà ơi. Xoài. Đó. Đó coi như là một thùng mà nãy mấy trái cơm rượu. Cơm rượu. Thùng mười mấy trái này mình cắt là ba trái thôi nha. Cơm rượu này họ làm sẵn vậy luôn á cả nhà, họ để trong thùng vậy, trong cái thùng vậy đó. Thì họ bán là 7 đồng cho một thùng vậy. Đó, mình ăn như mình múc ra. Mình ăn không hết mình để vô tủ lạnh. Nó cái hạn nó xa lắm cả nhà, nó tới năm tháng Giêng 14 Tây. Bao nhiêu hủi đó? 2020, 7 đồng. 7 đô. Ngon con. Mời cả nhà cùng dùng cơm rượu. Để mời cả nhà dùng cơm rượu. Mời cả nhà dùng cơm rượu. Nó là hướng ra ăn cơm rượu này để giết sâu bọ. Trong giết sâu bọ trong cơ thể. Sâu bọ cái gì? Bọ cái gì? Ăn rồi. Ăn giết sâu bọ trong. Mời ngoại ăn, mời cả nhà ăn. Loại mời cả nhà. Ừ. Mời cả nhà ăn cơm rượu. Cái này mà đúng á, mà của người miền Nam mình á là ăn có cái xôi vò, xôi giò. Còn miền Bắc á là ăn cái cơm rượu kia kìa, là nếp bắp á. This is so good. Ăn cái này hồi say không đi về nhà được rồi nha. Anh Hiếu không có biết ăn cái món này cả nhà ơi. Mình cũng không biết ăn nữa, này ăn là thường á, nó kêu ăn là phải ăn thôi chứ còn không biết ăn. Hương thì nó ăn hay nè. Chứ còn má mì anh Hiếu rồi. Má mì ăn chưa? Mẹ Kim Nguyễn rồi á, rồi Hân không có biết ăn món này. Nhưng mà cái này hồi xưa á, mẹ của mình làm á ngon lắm. Nấu nếp lên á cả nhà xong rồi cái mới xới ra cái mâm á.
cái giò viên lại. Dạ. Giò viên lại cái chất lên cái mâm xong. Mày cái me á xoài. Cà nó nhuyễn ra bắt đầu rắc lên. Xong cái bắt đầu mới đem đi phơi nắng. Phơi nắng xong cái chất vô cái nồi chất từng tầng vậy nè. Cái để đậy lại để trên cái gác á cho nó nóng thiệt nóng á. 3 ngày sau lấy ra nó lên men. Cái nấu cái nước đường trắng á cái rưới vô. Bỏ tủ lạnh là thôi. Quên cả lối về. Quên cả lối về quá, bỏ men á, men á. Lát nữa lối về bỏ men. Quên cả xong rồi bỏ vô cái hũ á kia. Này con ăn được con. Bỏ lá chuối để vô từ lớp nổi lên mà cơm rượu mình làm mới ngon. Này xin lỗi. Cái bên này là không ngon mà bên Việt Nam mình ngon. Này ăn cho có vậy chứ ăn không ngon. Ông nhớ bên Việt Nam ngon hơn này hơn. Cái này không ngon cái nhà ơi. Mình cũng không, mình không biết ăn nhưng mình biết là cái bên Việt Nam mình làm cái không biết nói cái ngon là sao ta. Chẳng hạn như là cái nếp nó không phải do cái cách người ta ủ men á. Ở bên này cái nhiệt độ nó không có giống bên Việt Nam để ủ. Đúng rồi. Với lại nó viên nó tròn tròn nhìn hấp dẫn hơn nữa. Đó bà hay quá làm cái thao chứ. Không bao giờ. Không bao giờ đụng ha. Tới giờ cũng làm mỗi vô cái thao hả? Dạ, đó là làm ăn lắm, ăn xoài đúng rồi. Ăn rồi. Gái như là khoái xoài ngồi ăn im lặng luôn. Ăn chè đi con. Ăn chè đi không? Cái ông có thích chè táo xoạn cả nhà. Con đâu thích chè táo trắng hơn hả? Con không có thích mấy. À nhưng mà chè táo xoạn là con ăn. Ha. Này mình đi Hiển Khánh mình hay mua. Qua cà ly nấu thì ngon. Mời cả nhà ăn xoài với mình. Nóng giờ mà. Hôm nào á mình có dịp mình đi qua cà ly mình sẽ dạo cà ly cho cả nhà coi nha. Quá ngon bên Việt Nam luôn. Quá ngon cái món này hết sảy á con. Bé Hân nhớ mãi quá ngon á làm cái món chè táo xoạn này nè cả nhà, rất là ngon, cái nước cốt dừa nó thơm, nó béo. Hân ha. Tươi. Ăn là ghiền, chỉ biết nói là ăn là ghiền chứ không nói gì nữa hết trơn. Với lại chè bắp con. Ha. Chè bắp bên Việt Nam mình ngon rồi. Nói mà giờ còn thấy mà muốn bay về Việt Nam liền luôn á cả nhà. Cả nhà có biết là bé Hân nói gì không? Nói gì nó cứ hỏi Kim nè. Chừng nào mình đi về Việt Nam vậy má mì, sao nghe má mì nói hoài. Hương hỏi hoài giờ Hương mệt quá khỏi hỏi luôn. Chừng nào lên máy bay ngồi mới biết vậy. Tôi được đi Mỹ. Ở Việt Nam, ở Mỹ thì mình thích ăn đồ Việt Nam. Mơ đi con. Mơ đi con. Không, cái đó mình mơ đi con. Thì thích ăn đồ Mỹ. Ở Việt Nam mình thích ăn đồ Mỹ. Mà thích ăn đồ Việt Nam. Wow, xoài ngon ghê á, ngọt cả nhà. Không chua là được. Bây giờ nó bán mất. Chừng nào mà lên máy bay ngồi mới biết là mình về Việt Nam. Không có chua với lại cái gì á, không bị sơ. Dạ. Nha. Nó bán mất hơn mấy loại khác. Đúng rồi. Cũng thùng vậy nhưng nó bán mất hơn. Mình không biết ai sao chứ mà mình á, mỗi lần mà mình lên máy bay mà mình ngồi trên cái máy bay đó, mình thấy tâm hồn mình nó thoải mái lắm. Nó giống như là nó rũ bỏ sau lưng những tội lỗi hay gì. Tâm hồn phơi phới cái nhà. Không ơi. Cần quan tâm nữa, coi như là chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ có ăn và chơi. Không toan tính, không lo toan cái gì hết trơn trời. Không lo toan hả? Không lo gì hết. Bỏ ra cho mấy trái. Cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải nó. Lúc mà bước trở lại chơi, cái máy bay trở về Mỹ trời. Trời ơi, nói cho cái đó. Lúc đó là sao ở nhà có không? Lúc đó đứng lên thọn tay túi nè. Tiền khô chơi túi, ai hiểu cho. Hương ca bài ca đúng chính xác luôn nha. Cái túi ai hiểu lòng tôi. Bạn thân bỏ đi những người xa lạ. On the way back, everyone trace. Còn ai kìa con đi. Xong rồi về tới đây hả? Wow, wow, đủ thứ chuyện ở nhà không? Đây không có. Where's our suitcases? Không, hồi lúc mình về Việt Nam á, ngủ không, đêm. Không, công nhận rồi. Không có biết tới việc làm hết, tới chừng trở về. Ông mày, đi vô lần đầu không, tiên. Ngủ được lâu. Vô hãng á. Vô hãng á, ngồi về nè. Ê, Phương, ngồi về nè kìa. Phương, mới bữa đầu tiên vô hãng rồi. Làm như phê lần lần. Giờ nhất nó lạng xả. Giờ nhất nó lạng
ra ngồi liêu theo cái... Không mà mình để ý vậy nè, bận về Việt Nam á thì coi như mình rất tỉnh, yeah. Mình thấy không? À. Mình không có ngủ như là tiếp đồ rồi vui chơi cho giống như là cho nó đỡ cái mệt mỏi chút thôi, hiểu không? Ăn đồ lên mới bay. Mà bận quay trở về Mỹ này một cái rồi là thôi. Tâm lý gặp á, chuẩn bị gặp bạn bè nè, gia đình nè, người thân nè, đủ thứ rồi đi chơi rồi những cái khu du lịch là đang chào đón rồi đủ thứ chuyện đó, còn quay trở về đây từ phi trường đi tấm xe chạy thẳng về nhà cái rồi xong hết phim. Cái gì cũng vậy. Công nhận. Tâm lý rồi ha. Về Việt Nam thì vui lắm mà trở qua. Minh bữa nay á dễ thương không có nhà. Mấy bữa quậy quá. Mà là giống y chang mà Mỹ mắt nâu. Bữa nay chỉ dẫn mắt dễ thương màu xanh. Dạ. Rồi. Thì giờ này con thấy nè. Xem bữa đó. Ăn mùng 5 tháng 5 cả nhà ơi. Thì video cũng đã đến lúc mình phải kết thúc cả nhà. Thì một lời chân thành hả của Kim và gia đình cũng không quên lời kính chúc tốt đẹp và an lành nhất đến với đại gia đình của mình nha cả nhà, cho bây giờ cho đến hết cuối năm và những năm sắp tới và sắp tới nữa nha cả nhà. Rồi, thương cả nhà thật là chúc nhiều. Bạn có một xin chúc vui sức khỏe, sức khỏe vui vẻ. Năm tháng năm vui vẻ cả nhà ơi. Năm tháng năm bên Việt Nam. Coi như là kể chút đó. Xíu của Việt Nam nha cả nhà, nhưng mà cũng vẫn còn trong tháng cả nhà nha. I love you.